bạn có nhu cầu với những cái món bánh ngọt tráng miệng thì các bạn có thể tham khảo cái loại bánh tiramisu như thế này. Cái loại bánh này thì đang được bán ở tiệm bánh Floris. Thì cái tiệm này thì bán online, chủ yếu bán online ở trên các nền tảng của Shopee Food với cả GrabFood. Thì các bạn có thể lên các cái app đấy các bạn đặt, hoặc các bạn có thể qua fanpage tiệm bánh Floris hoặc là trên Instagram cũng có. Thì với cái bánh tiramisu này thì nó có xuất xứ từ Ý và nó có ý nghĩa là hãy mang em đi. Thì mình thấy là nó rất là phù hợp với cả những cái cặp đôi yêu nhau, là có thể mua những cái loại bánh này tặng cho nhau được này. Đấy. Thì sau đây là mình sẽ thử cái loại bánh này. Mình sẽ ăn thử cái loại bánh này. Đấy, ở trên là nó sẽ có rắc một cái lớp cacao, còn ở dưới sẽ là các cái lớp bánh xen lẫn là có lớp kem. Đây, mình sẽ thử cho bạn xem. Đấy. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, miếng bánh này. Với các món đồ ăn ý, thì cứ hợp khẩu vị của các bạn thì nó sẽ là ngon thôi. Thì mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau, thì các bạn cứ ăn thử xem là nó có hợp khẩu vị của mình không. Thì với bản thân mình ăn thì mình thấy rất là ngon. Thì khi ăn thì các bạn sẽ sắn này, sắn từ trên xuống. Nó sẽ có cả lớp kem ở trên và lớp bánh ở dưới, nó sẽ trộn lẫn vào nhau và mình sẽ ăn cùng một lúc, chứ mình không ăn theo từng lát như này. Đây, miếng bánh này. Bánh này là có cacao này, xong rồi mà phô mai này, có cả rượu rum này, đấy, bơ sữa, đấy, các cái lớp bánh xong xen lẫn cái lớp kem. Đấy. Các bạn có thể đặt mua online, chủ yếu bán online thôi, tiệm này bán online là chính. Tên bánh này, tiệm của bánh là Floris này, có cái hình của cái bạn nữ này đang ngồi bánh như này đấy. Còn phương châm của quán này đấy là baked with care này, served with love, tức là nướng bánh với cả sự cẩn thận và phục vụ với tình yêu. Khi mua bánh thì sẽ có cái tờ như này đấy. Ngoài ra cái tiệm này thì cũng bán nhiều loại bánh khác và có cả trà sữa nữa. Thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn thêm các bạn tham khảo. Các bạn có thể là muốn mua bánh hay trà sữa thì các bạn có thể ghé qua cái tiệm bánh này. Bánh này thì mình có thể là uống thêm với nước trà nữa thì nó sẽ vừa ăn vừa uống nó ngon hơn. Bánh mềm, kem béo ấy. Ok, ok là nếu mà các bạn không ăn ngay thì các bạn có thể bảo quản thế này trong tủ lạnh khoảng 3-5 ngày. Cái bánh này thì nó không có chất bảo quản, không chất phụ gia nên nó sẽ để rất ít thời gian. Còn trước khi ăn mình có thể để trong tủ lạnh khoảng tầm 30 phút thì ăn nó sẽ ngon hơn đấy. Đây là cái loại nhỏ khoảng 240ml, rồi loại 500ml nữa. Một cái hộp nhỏ này thì bán 50.000, có hộp to hơn thì khoảng 95.000. Với một người mà không phải chành ăn quá như mình nhưng mà thấy là ok, sau bữa ăn các bạn có thể thưởng thức cái loại bánh này tráng miệng này kèm thêm một cốc trà nữa thì tuyệt vời. Ăn đi cho biết cảm xúc thế nào. Em thấy cũng ngon ngon. Từ số 8 đến số 12. Ăn nào. Số 4 từ 2 ngon ạ. Đến 6. Số 7. Ngon, chả nhìn đi mắt đâu. 555. Nếu thắng có thể được từ 100 được. Biết bánh này là bánh gì không? Ăn bao giờ chưa? Tiramisu à? Vâng. Cả miếng trên xuống dưới à? Đây.
ngon nhỉ? Bánh ngon. Ngon mà. Ừ. Có gì rồi.